Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính đưa dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 năm. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại Hải Dương thấp. Hà Nội mỗi tuần vẫn còn hơn 600 ca sốt xuất huyết. Đào tạo công nghệ, nhân lực, giao thông vận tải trong giai đoạn hội nhập. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa đưa dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, thời gian đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là 10 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Các đối tượng được đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu sản xuất thử nghiệm mà chưa chuyển thể sang thuê đất, đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm, đất làm muối, đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ nghèo, cộng đồng dân cư, đất nông nghiệp được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính đánh giá nếu đề xuất miễn thuế trên được thực hiện thì số thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ miễn ước khoảng 7.500 tỷ đồng một năm. Số tiền này sẽ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, có thêm nguồn đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm, theo hướng nâng mức vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác hộ kinh doanh và người lao động. Về mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, Nghị định 61 quy định mức vay một dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Các mức vay trên được nâng lên đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Về lãi suất vay, Nghị định 74 sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2019. Thời gian qua, các ngân hàng đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ nhằm cụ thể hóa của chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, theo thống kê, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại tỉnh Hải Dương đạt tỷ lệ thấp. Các ngân hàng thương mại và đơn vị cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt tới cán bộ, công chức, viên chức và khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã có tới 99% đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng, tuy nhiên số chủ thẻ thực hiện mua sắm và thanh toán các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống vẫn ở mức thấp. Cụ thể, mới chỉ có chưa đến 11.000 chủ tài khoản thanh toán tiền điện qua tài khoản, chiếm tỷ lệ 13,3%, chưa đến 5.000 chủ thẻ thanh toán tiền nước qua tài khoản, chiếm tỷ lệ khoảng 6%, và tỷ lệ khách hàng thanh toán dịch vụ điện thoại mới đạt 4,4% trên tổng số chủ thẻ mở tài khoản tại các ngân hàng. Nguyên nhân một phần là do thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng, nhất là ở khu vực nông thôn. Nguyên nhân chủ yếu còn lại là do các khoản phí dịch vụ kèm theo thẻ còn cao, cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt phân bố chưa đều, chủ yếu ở khu vực thành phố và tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn. Mặc dù không còn là thời điểm đỉnh cao của sốt xuất huyết, nhưng theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 23 tháng 11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc sốt xuất huyết. Tuy đã được khống chế, nhưng hiện số ca mắc vẫn ở mức cao. Trong khi đó, thông tin từ một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng cho thấy, dù số bệnh nhân sốt xuất huyết vào điều trị 3 tuần gần đây đã giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ bất thường. Theo Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, trong vụ dịch sốt xuất huyết năm nay, tỷ lệ người cao tuổi, phụ nữ có thai mắc bệnh nhiều hơn, nhiều bệnh nhân có nhiều biểu hiện nặng như sốc, chảy máu, viêm não, mảng não, viêm tủy, viêm cơ tim, tổn thương gan, thận. Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 11 năm 2019 khống chế xong dịch bệnh sốt xuất huyết. Tuy vậy, không có nghĩa khi số mắc sốt xuất huyết đã giảm thì được phép chủ quan. Vì thế, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các quận huyện tiếp tục kiểm tra vệ sinh môi trường phòng bệnh sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng, chợ, trường học, khu công cộng, khu thuê trọ, tuyên truyền biện pháp phòng bệnh. Cùng đó cần tiếp tục duy trì cảnh báo nguy cơ dịch hàng tuần. Tỉnh Quảng Ninh với địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống, với các huyện có đông bà con dân tộc thiểu số thì các chính sách luôn được Quảng Ninh quan tâm đầu tư.
Ban ngày đi làm, tối đến tranh thủ đi học chữ, đó là câu chuyện của bà con dân tộc thiểu số huyện Tiên Yên gần 10 năm qua khi theo học các lớp xóa mù chữ do huyện tổ chức. Được triển khai từ tháng 12 năm 2018, lớp học xóa mù chữ tại xã Đại Dực có 18 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, thậm chí có những mái đầu đã ngả bạc. Trước đây, họ chưa được đi học hoặc chưa hoàn thành chương trình tiểu học. Tham gia lớp học xóa mù chữ, bà con được học tập, rèn luyện kỹ năng tập đọc, viết và các phép tính phổ thông. Ngày thì làm cỏ, làm nương, vất cứ cái gì cũng làm, nhưng mà tối cũng phải dành lại ăn về ăn cơm, dành lại đi học. Bởi vì không biết chứ phải đi học. Dạy học sinh thì nó nhàn hơn gấp 10 lần. Học viên khó vì là các học viên già rồi. Qua ngày 1, ngày 2 thì từ từ cầm dạy họ, học viên cầm bút. Mà cầm bút rồi thì học viên chưa biết cách viết như nào thì nó dạy từng nét chữ cho học viên cũng dần dần. Còn học viên nào đã biết thì lại bảo học viên ấy cùng hỗ trợ để dạy những học viên mà chưa biết cầm bút, mà chưa biết viết được con chữ. Sau gần một năm theo học, dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên, các học viên lớp xóa mù chữ tại xã Đại Dực đã biết đọc, biết viết và biết tính toán cơ bản. Đây là điều kiện quan trọng giúp bà con dân tộc thiểu số ở đây nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi mong muốn huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, mở các lớp tiếp theo để cho bà con nhân dân được nâng cao trình độ để góp phần phát triển kinh tế gia đình cũng như góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương. Từ năm 2011 đến nay, huyện Tân Yên đã tổ chức 27 lớp xóa mù chữ với trên 500 học viên, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 tương đương trình độ lớp 3 trong độ tuổi từ 15 đến 60 trên địa bàn huyện đạt 96,37%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào năm 2030 là một trong những mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh bền vững. Đồng thời đề ra 8 mục tiêu cụ thể như giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Nhận biết điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vĩnh cửu không lo cạn kiệt, đồng thời giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. Vì vậy, nhiều hệ thống điện mặt trời đã được các gia đình quan tâm đầu tư, ghi nhận tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Gia đình anh Vũ Quang Hải, thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở, Hưng Yên từ lâu đã tự sản xuất ra điện để phục vụ sinh hoạt, vừa để tưới cây trồng. Qua sử dụng 2 năm thì em thấy là cái hệ thống pin năng lượng mặt trời này nó rất là hữu ích cho gia đình nhà em. Tiền điện nhà em gần như là trở về con số 0. Em dùng em thấy thứ nhất là nó rất là an toàn cho thiết bị. Thứ hai là mình không gây ô nhiễm môi trường. Nếu khi điện lưới mất thì nhà mình vẫn sử dụng điện bình thường. Không chỉ giảm đáng kể chi phí tiền điện trong gia đình, anh Thuyết, chị Trấn Văn Giang còn được nhận tiền khi hòa vào lưới điện quốc gia qua công tơ 2 chiều. Hàng tháng, anh thu về được 400.000 đồng từ việc bán điện. Từ ngày nhà tôi sử dụng cái hệ thống điện năng lượng mặt trời ấy, thì tôi thấy là mọi thứ trong thiết bị dùng cho gia đình ấy dùng được thoải mái hơn. Nhất là nước nóng mà dùng để trong sinh hoạt như rửa bát đũa mới lại tắm giặt cho trẻ con là được thoải mái hơn rất nhiều. Vốn là dân kỹ thuật nên vừa để thỏa mãn đam mê, anh Thuyết đã tìm hiểu và bỏ ra 80 triệu đồng đầu tư một lần để sử dụng lâu dài. Bắt đầu từ niềm đam mê và thứ hai đó là tính đến cái sự tiết kiệm về kinh tế. Thì chúng tôi lắp cái hệ thống điện này trước kia, gia đình chúng tôi dùng một tháng nó hết khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu tiền điện. Nhưng sau khi lắp hệ thống điện mặt trời, mức tiền điện mà chúng tôi chi trả cho điện lực chỉ mất khoảng 900.000.
Gia đình chúng tôi còn bán lại được cho Điện lưới Quốc gia khoảng hơn 100 số điện, nó tương đương với khoảng gần 400.000. Đóng góp vào việc bảo vệ cho môi trường. Chúng tôi cũng khuyến cáo đối với khách hàng sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái, khi mà mua thì cần phải tìm đến các cái nhà cung cấp dịch vụ có uy tín. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có gần 100 hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời áp mái và có gần 10 hộ đã hòa lưới điện quốc gia thông qua công tơ hai chiều. Từ hai mô hình nuôi cá sông trong ao cho kết quả tốt tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân và xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, đến nay Hà Nam đã phát triển được thêm 7 mô hình tại các địa phương trong tỉnh. Như vậy, hiện nay tỉnh Hà Nam đã có 9 mô hình nuôi cá sông trong ao, trong đó 8 trên 9 mô hình đã và đang hoạt động. Qua theo dõi đánh giá quá trình sinh trưởng, tăng trọng của cá, các mô hình từng bước chứng minh được khả năng hiệu quả của việc nuôi cá theo công nghệ nuôi trồng thủy sản mới, hội đủ các yếu tố cần thiết, đạt sản lượng, chất lượng, môi trường, tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung số lượng lớn. Những điểm nổi bật của mô hình là cho năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế cao, giảm tiêu hao năng lượng và quản lý tốt môi trường ao nuôi. Mô hình sẽ đảm bảo được việc truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị liên kết với doanh nghiệp có nhu cầu chế biến thủy sản lớn. Công nghệ nuôi cá sông trong ao dựa trên nguyên lý cơ bản là tạo môi trường nước sạch, giàu oxy và dòng chảy trong ao bằng hệ thống bể nuôi với thiết bị thổi khí tạo dòng chảy liên tục dọc theo chiều dài bể nuôi. Ngoài ra, còn có các thiết bị phụ trợ khác như giàn thổi khí nước trắng tạo oxy và đảm bảo tạo dòng chảy một chiều trong ao, đặc biệt là hệ thống thu gom phân chất thải của cá được lắp đặt ở vị trí cuối bể nuôi. Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy việc áp dụng mô hình nuôi cá sông trong ao đang có những hạn chế nhất định như sử dụng các máy chưa đúng chức năng, cá giống thả chưa tập trung theo kích cỡ. Những vấn đề trên cần giải quyết triệt để mô hình nuôi cá sông trong ao phát huy hiệu quả, góp phần đưa thủy sản trở thành một trong những hướng đi chính của sản xuất nông nghiệp ở Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, tạo điều kiện mọi mặt để người dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống là mục tiêu lớn nhất mà các cấp ủy chính quyền địa phương nào cũng mong muốn thực hiện. Ở vị trí trung tâm của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, thị trấn Hợp Hòa luôn khuyến khích nhân dân khai thác mạnh các sản phẩm nông nghiệp ưu việt của địa phương kết hợp với phát triển thương mại dịch vụ. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, thị trấn Hợp Hòa đã khuyến khích người dân xây dựng những mô hình kinh tế nông nghiệp vốn là sản phẩm thế mạnh như gạo Long Trì, các loại rau củ quả trồng theo phương pháp an toàn sinh học và chăn nuôi. Hội nông dân của chúng tôi thì luôn là áp dụng nghị quyết của Đảng ủy, tổ chức họp và tuyên truyền, vận động hội viên cùng toàn thể nhân dân là tăng cường công tác làm rau sạch và công nghệ cao để mà áp dụng phát triển kinh tế cho địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh hơn. Tiêu biểu có thể kể đến mô hình nông nghiệp công nghệ cao của anh Đỗ Trung Kiên đã mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ gia đình khác của thị trấn. Được địa phương tạo điều kiện về thu gom ruộng đất, ngân hàng hỗ trợ vốn, anh Đỗ Trung Kiên đã xây dựng hệ thống trồng rau nhà kính với diện tích hơn 1,1 ha. Mô hình được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt với các thiết bị châm phân, phun sương, quạt đối lưu tự động. Mô hình của anh đã trồng thành công nhiều sản phẩm nông nghiệp, đem lại hiệu quả và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Mục tiêu sắp tới của trang trại thì là vẫn tiếp tục đẩy mạnh vào sản xuất, kết hợp là mở rộng thêm diện tích và đa dạng thêm về các sản phẩm nông nghiệp sạch và cũng như là giải quyết thêm một số cái nguồn nhân công mà nguồn nhân lực lao động mà đang tồn tại ở địa phương, có nghĩa là họ đang không có công việc làm ấy, là giải quyết được một số cái công ăn việc làm nhất định cho cái lực lượng lao động ở địa phương. Cùng với nông nghiệp, người dân địa phương cũng phát triển mạnh kinh tế thương mại dịch vụ. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt trên 54 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%, đời sống nhiều hộ gia đình có sự chuyển biến tích cực. Đón đầu công nghệ, làm chủ các thiết bị giao thông vận tải phục vụ học tập và giảng dạy của giảng viên, sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở Vĩnh Phúc nhằm xây dựng nhà trường trở thành trường trọng điểm về công nghệ của quốc gia trong giai đoạn hội nhập. Trung tâm Công nghệ Cơ khí của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc được nhà trường đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại về lĩnh vực công nghệ giao thông vận tải. Sau những giờ học lý thuyết, sinh viên nhà trường đã được thực hành trên các thiết bị hiện đại đã được đầu tư nhằm nắm bắt và làm chủ công nghệ. Hiện nay trên thị trường thì các cái hãng như Toyota, Honda và
các cái dòng xe mà người ta có nhu cầu hiện nay đang thiếu thì người ta đã đề cập với trung tâm cũng như nhà trường là người ta liên hệ để xin sinh viên đi thực tập các cái năm cuối để người ta lấy cái nguồn lao động. 50% thời lượng học tập của sinh viên tại nhà trường được dành cho các hoạt động thực hành về công nghệ. Giảng viên các khoa cơ khí và trung tâm công nghệ cơ khí của nhà trường đều được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật với những công nghệ mới nhất của ngành giao thông vận tải. Được đào tạo bài bản với những ngành nghề liên quan đến công nghệ, đặc biệt là công nghệ ô tô, cầu đường bộ là những ngành nghề đang được các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao. Do vậy, cơ hội việc làm rất lớn đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp. Em cảm thấy tự tin hơn và các thầy truyền đạt những kiến thức mới cho chúng em kết hợp với thực hành làm cho chúng em rất là hiểu bài. Trên 90% sinh viên nhà trường sau tốt nghiệp có việc làm và được doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá cao về kỹ năng nghề nghiệp, ghi nhận chất lượng và hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hội nhập. Dạy học sinh bình thường đã khó, dạy học sinh câm điếc càng khó khăn hơn. Nhưng nhiều năm nay, các thầy cô giáo ở cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh luôn vượt qua khó khăn, dạy dỗ, giúp cho các em vươn lên trong cuộc sống bằng tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy. Không âm thanh, mọi sự truyền đạt, trao đổi trong lớp học này đều bằng ngôn ngữ ký hiệu. Hơn 9 năm dạy học ở đây, cô giáo Vũ Thị Lan đã soạn giáo án riêng cho từng nhóm lớp, kiên trì truyền đạt kiến thức đến từng học sinh, tất cả bằng tình thương đối với trẻ và lòng yêu nghề. Đối với trẻ bình thường thì chúng ta chỉ việc nói thôi, giảng dạy thì các bạn ấy sẽ hiểu được. Nhưng trẻ khiếm thính thì chúng tôi phải truyền tải từ sang ngôn ngữ ký hiệu này, rồi là sử dụng những hình ảnh hoặc là những cái giáo cụ trực quan thì các bạn mới có thể hiểu được. Những cái khó khăn vất vả như thế nhưng mà khi mà nhìn thấy cái sự tiến bộ của trẻ đấy, với những cái nụ cười của trẻ khi mà trẻ được khen ngợi thì tất cả những cái khó khăn vất vả đấy đều lùi xa, tôi cảm thấy yêu nghề hơn. Hiện tại cơ sở bảo trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh có 60 trẻ câm điếc. Dạy học cho các em là 5 thầy cô giáo. Không chỉ dạy văn hóa, các thầy cô giáo ở đây còn dạy một số nghề giúp các em có thể tự nuôi sống bản thân khi trưởng thành. Rất đánh giá và ghi nhận cái công lao của các thầy cô giáo trong những năm tháng qua đã xây dựng, thiết kế được một cái chương trình giáo dục cho đối tượng học sinh khiếm thính khá hoàn chỉnh. Việc đam mê học tập của các em chính là động lực để những thầy cô giáo gắn bó với nơi này. Ban An toàn giao thông phối hợp với công ty Honda Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chi nhánh Hà Nam tổng kết chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam lần thứ tư trên địa bàn tỉnh. Sau gần một tháng phát động và triển khai, chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam với chuỗi các hoạt động sôi nổi đã thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, công nhân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thông qua chiến dịch đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho mọi người dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông cho người dân, cũng như tạo môi trường giao thông an toàn văn minh, Ban An toàn Giao thông Hà Nam đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông. Các cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ở cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây là lần thứ tư Honda Việt Nam phối hợp với Ban An toàn Giao thông, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Nam triển khai chiến dịch hướng tới tất cả các đối tượng tham gia giao thông và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành, các đoàn thể cùng người dân. Qua đây, Honda Việt Nam mong muốn nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần chung tay xây dựng xã hội giao thông an toàn tại địa bàn sản xuất và trên cả nước. Nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công ty Honda Việt Nam đã tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho 600 sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam với các nội dung kỹ thuật kiểm tra xe trước khi đi, tư thế ngồi lái xe đúng, kỹ thuật phanh khẩn cấp, kỹ thuật lái xe đi đường vòng, đường cua, kỹ thuật giữ thăng bằng, phương pháp phán đoán và phòng tránh rủi ro. Honda Việt Nam cũng đã trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trao thưởng cho các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa tập huấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.